Mình xin chào tất cả anh em thợ nhé. Nay mình nhận một con xe Way S110 của khách hàng mang đến. Thì con này nói đúng ra là khách hàng mang đến từ sáng. Thế nhưng ngày nay mình cũng bận quá, giờ mình mới lại bắt đầu quay lại cái kiểm tra cái quy trình. Mình kiểm tra cái xe này. Thì cái con xe này thì khách hàng báo lại là gì? Cứ đi khoảng cỡ 9-10 cây thì nó lại có hiện tượng chết máy. Đấy. Thế xong rồi ngừng một lúc. Đấy, có khi là chết máy rồi đè mãi không nổ được. Đấy, thế nhưng mà đến khi mà rong vào quán cho anh em thợ kiểm tra đè thì lại nổ được ngay. Đấy. Lại nổ được ngay và lại khách hàng lại đi. Đấy, và nó sẽ lặp lại ở khoảng tầm 9-10 cây lại chết máy. Đấy, nhưng mà rất là dở là cứ rong vào quán thì lại nổ máy. Đấy, cho nên anh em thợ cũng tháo ra rửa chế rồi. Chế hòa khí là anh em rửa rồi. Đấy, khách hàng báo lại là rửa rồi. Đấy, thế nhưng mà thực chất là cái bệnh này vẫn chưa hết anh em ạ. Cái bệnh bị như vậy là vẫn chưa hết. Thì với cái dòng xe này thì anh em thợ thì cũng thừa biết rồi, nó là thuộc dòng xe đánh lửa quy, không có cuộn điện. Cho nên có thể nói là mình loại trừ cái nguyên nhân là do cuộn điện nóng lên bị chết nhá anh em nhá. Đấy, nó không phải đánh lửa cuộn điện như dòng xe Dreamway đâu. Đấy, nó là đánh lửa quy. Đấy, anh em có bỏ máy phát điện không cần cái dây sạc lên. Đấy, thì đọc ắc quy không nó vẫn nổ được. Đấy, chỉ cần cuộn khiển và gì ắc quy là dòng xe này đã nổ máy được rồi. Đấy, cho nên mình nhìn cái dòng xe là mình có thể loại trừ được nó không phải là ở cái dòng cuộn điện. Đấy, bởi vì là anh em sửa xe thì thừa biết rồi, những cái dòng Dreamway đấy cũng có cái hiện tượng là gì, khi mà đi mà cái cuộn nguồn đấy, gọi là cuộn điện đấy, khi mà nó bị nóng lên thì bắt đầu nó bị chết, đúng không ạ? Gọi là cái cuộn điện chết dở dương, nó bị chết. Đấy, thì khi mà nguội máy, thường thì khách hàng ít khi mà xe mà bị chết máy thì gặp ngay quán lắm. Đấy, cho nên thường là sẽ phải rong. Đấy, rong một đoạn thì đến khi rong vào quán rồi thì cái cuộn điện nó lại nguội rồi, cho nên là vào có khi anh em đo thì nó lại không sao cả. Đấy, nó lại trả về bình thường. Đấy, và đè nổ máy ngay. Đấy, cho nên nhiều khi cái xác định nguyên nhân là ở cái cuộn điện chết dở dương, thường nếu mà anh em dùng cái thép đo đạc nó rất là khó bắt bệnh, nó sẽ không rõ ràng để cho anh em mình bắt đâu. Đấy. Mô bin cũng thế, nhiều khi nó cứ nguội rồi nó rất bình thường, rất tốt. Anh em đo nó cứ là cái thông số chuẩn thôi. Và cuộn điện cũng vậy. Đấy, mình cũng đã gặp rất nhiều xe rồi. Đấy, nhưng mà thực chất khi mà xe đi nóng lên thì nó mới cuộn điện. Đấy, nó cuộn dây đấy, nó mới nóng lên, nó mới bị sai thông số và nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng gì? Chết máy vặn là như vậy, đúng không ạ? Thì như mình nói trở lại với cái xe này thì nó là đánh lửa ắc quy. Đấy, cho nên là nó không có cái cuộn điện nổ. Đấy, cho nên là mình loại trừ cái nguyên nhân do cuộn điện đi, đúng không ạ? Đấy, và con xe này thì người ta mới đi được có bao nhiêu? Hơn 10.000 cây. Để mình hạ xuống nhá. Con này để mình xem. Thì để anh em cũng để loại trừ được là IC nó có vấn đề gì không. Đấy, bởi vì những cái dòng xe này thì anh em chỉ cần khách hàng, mình chỉ cần hỏi thăm qua khách hàng thì mình cũng biết được cái dòng xe này, mình xem km để xem khách hàng đi nhiều không thì mình cũng có thể biết được là cái IC nhất. Tất nhiên là cái IC thì nó chết dở dương thì cũng không loại trừ những cái nguyên nhân là có thể là bị IC. Đấy, đi ít đi nhiều mà có thể nó cũng ít, cũng có thể nó chết dở dương. Thế nhưng mà cái dòng IC mà của Honda này xịn sò như này, mà cái con xe này anh em nhìn này, nó có 1.501 cây. Đấy, thì IC này còn tốt lắm. Đấy, và khách hàng này thì mình cũng biết rồi. Đấy, cũng rất là giữ gìn xe, không đi mấy đâu nhé, chỉ có đi chơi hoặc như nào mới dùng cái xe này thôi. Còn bình thường có một cái con xe gọi là xe bình thường để gọi là chuyên đi, gọi là đi bình thường để làm ăn thôi. Còn xe này chỉ đi chơi thôi. Đấy, cho nên là đấy, mặc dù anh em nhìn thấy cái con Way S này ra cũng tương đối lâu rồi, nhưng mà cây số là rất ít nhé, cây số là rất ít. Đấy, cho nên là có thể nói là cái dòng IC của con Honda dòng này với lại cái Mobin thì với cái km này thì khả năng là cũng chưa thể hỏng được. Đấy, anh em có thể là khám xe đấy và hỏi qua khách hàng cái thời lượng đi đấy, thì anh em cũng có thể loại trừ được những cái thiết bị đấy có thể nó có chết hay không, đúng không ạ? Đấy, thì cái hiện tượng nhá chết máy vặt như thế thì anh em để ý cho mình cái gì cần kiểm tra, thì anh em để ý cho mình là cái hệ thống xăng. Đấy, thì hệ thống xăng thì khách hàng đã nói lại rồi, thì có một anh em thợ cũng đã gì rửa chế rồi nhá,
rửa chết rồi cho nên cũng không được. Đấy, thế nhưng mà anh em thợ sửa cái xe này trước ấy quên mất một cái điều quan trọng mà cần phải kiểm tra. Đấy là gì? Cái áp suất của cái bình xăng. Áp suất của bình xăng nhé. Áp suất của bình xăng, nếu mà anh em biết là gì, không có áp suất ở trong bình xăng. Đấy, cái bình xăng nhé, thì thực chất thì nhà sản xuất có một cái lỗ thông hơi rất là nhỏ. Đấy, cho nên là khi mà bị quá trình đi lâu ngày, đấy, thì là nó sẽ bị tắc lạ. Tắc lạ thì nó sẽ gây ra mất áp suất bình xăng. Đấy, cho nên là xăng sẽ không đi xuống được chế vào khí nhé. Đấy, cho nên là anh em phải lưu ý. Cái bệnh này nếu mà những anh em mà trước đây anh em sửa cái dòng xe xe tàu đấy, dìm tàu, quay tàu thì anh em thừa biết rồi. Rất hay bị nhé. Rất hay bị nắp bình xăng. Đấy, trước đây mình làm mình rất hay thay nắp bình xăng của cái dòng dìm quay tàu vì rất hay bị tắc. Đấy, không như dòng Honda thì người ta làm thì tất nhiên là cái chất lượng nó xịn sò hơn. Đấy, cho nên là nó ít bị hơn. Đấy. Thì cái này thì lúc nãy mình cũng đã kiểm tra buji và điện rồi thì cũng tốt, cho nên là đấy như mình nói đấy, mình có thể loại trừ luôn được cái nguyên nhân như vậy nhá. Về điện thì anh em phải quan tâm đến vấn đề là xăng. Đấy, thì để kiểm tra được cái nắp bình xăng nó có bị tắc hay không, đấy thì rất đơn giản thôi nhá, rất đơn giản thôi. Anh em làm như thế này cho mình, để mình lấy cái thiết bị mình đựng xăng đã. Thì khách hàng cứ nói là đi khoảng cỡ 9-10 cây là y rằng là có hiện tượng bị chết máy. Đấy, cứ rong vào là rong vào quán là một tí lại đè lại nó bình thường. Đấy, rửa chế rồi không được, cho nên là anh em lưu ý cho mình cái nắp bình xăng nhé. Bởi vì làm sao khi mà rong vào quán rồi thì cái nắp bình xăng nó kín, thế nhưng mà một tí thì nó lại có thể là xuống được xăng. Đấy, cho nên lại đi được. Đấy, thì anh em kiểm tra như thế này cho mình. Anh em tháo cái ống xăng này ra, anh em đừng mở nắp bình xăng nhé. Đấy, thì nó dẫn đến lâu. Xe này là sáng nay là rong đến chỗ mình là không nổ đâu, thế nhưng vừa rồi mình thử rồi nổ được. Đấy, có nghĩa là gì, xăng đã xuống rồi. Đây là mình nổ lên cho anh em xem này. Đây này, đấy anh em thấy chưa, xe bây giờ là nổ nhá. Đấy, nổ bình thường luôn, lại đi được. Đấy, mà sáng nay rõ ràng khách hàng mang đến cho mình là không nổ đâu. Đấy, nhưng mà mình bận quá mình chả kiểm tra đâu, nhưng mà vừa rồi mình chỉ kiểm tra qua lửa điện buji các thứ là rất là tốt. Đấy, nhưng mà mình có thể phán đoán được đấy là cái nguyên nhân ở đâu. Đấy, thì anh em nhớ nhé, nếu mà anh em nghi là cái nắp bình xăng nó bị tắc lỗ thông hơi, đúng không ạ, thì anh em kiểm tra ngay cho mình như thế này. Đây, bây giờ xăng xuống đây thì anh em tháo, cứ để nguyên nắp bình xăng đừng mở ra. Anh em thả xăng vào đây cho mình. Đây, đây đây anh em này, xăng xuống này. Đấy, nhưng mà cái tốc độ xăng xuống không nhiều đâu, anh em nhìn nhé. Anh em nhìn chưa? Này, xăng này, xăng xuống bắt đầu hết này, anh em nhìn này. Đấy, đây mình để gần vào cho anh em xem nhá. Đấy, anh em nhìn này, xăng xuống này, không xuống được nữa này. Đấy, nó chỉ chảy được một ít thôi, xong nó mất áp suất, nó không xuống nhá. Đấy, thì anh em kiểm tra như này. Còn anh em nếu mà xăng vẫn xuống nhá, anh em cứ để nguyên cho mình. Anh em lấy một cái can ra anh em xả xăng như này cho mình. Chắc chắn là khi nó bị tắc nắp bình xăng nhá, thì nó chỉ được một tí thôi là nó sẽ không chảy xăng xuống ở đâu, bởi vì nó không còn áp suất ở trong bình xăng nữa. Cái bình xăng nó không được cân bằng áp suất. Đấy, cho nên nó không xuống ở đâu anh em nhá. Đấy, thì như này mình thấy là gì? Xăng không xuống được nữa. Đấy. Em ơi, mà mở giúp anh cái nắp bình xăng đây. Đây, chìa khóa đây. Đây anh em này. Đây nhá, mình nhờ một anh ấy mở hộ mình nắp bình xăng này. Mở nắp đi, mở hộ anh nắp bình xăng đây đó. Mở nhá. Anh em nhìn vào, anh em nhìn này. Anh em nhìn chưa? Đấy, khi mở nắp bình xăng ra này. Đâu nắp bình xăng đâu rồi? Đây. Mở nắp bình xăng ra này, anh em nhìn này. Đấy, thì xăng chảy này, anh em nhìn chưa? Đấy, thôi rồi, nắp hộ anh vào đây. Đấy, thì vì như thế này thì mình có thể kết luận được gì? Cái nguyên nhân là do gì? Bị tắc xăng, tắc lỗ thông hơi của nắp bình xăng nhé, dẫn đến mất áp suất. Đây anh em nhìn thấy chưa? Khi mà gì? Nắp bình xăng lại thì xăng bắt đầu lại chảy nhỏ lại, anh em nhìn chưa? Đấy, và gì, tí nữa là hết giờ này. Đấy, hết. Chảy tí nữa là thôi không chảy nữa.
Đấy. Đây mình quay lại cho anh em rõ này. Đấy, nó không chảy nữa đâu nhá. Đây anh em nhìn này, bắt đầu lại thôi này. Đấy, khi đã lắp bình xăng lại rồi nhá. Đấy. Rồi anh cảm ơn nhá. Rồi, về nhá. Đấy, mình phải nhờ một anh khách hàng tối về thay dầu rửa xe thì mình cũng nhờ anh ấy. Cái hộ bây giờ là cũng gì, tối lắm rồi anh em ạ. Tối lên đèn hết rồi. Đấy thì anh em thấy là gì? Cái hiện tượng như thế này thì anh em cứ kiểm tra như thế cho mình nhá. Sẽ thấy ngay. Đấy. Thì nó không bị nhầm những cái nguyên nhân khác thì mình muốn nói gì? Cái hiện tượng mà bị như thế thì anh em cứ kiểm tra, nếu mà anh em nghi ngờ nắp bình xăng bị nhá thì anh em kiểm tra như thế cho mình nhá. Đấy. Đấy anh em thấy chưa? Khi mà có nắp bình xăng vào thì nó chỉ chảy một tí xong nó thôi, đúng không ạ? Chảy rất yếu. Nhưng mà khi mình nhờ một anh khách hàng, anh ấy mở cho mình cái nắp bình xăng ra. Đấy thì anh em thấy là gì? Chảy rất là to luôn. Vậy thì mình kết luận là gì? Bị tắc nắp bình xăng. Đấy cái ban này nó như thế. Thì cái trước, cái anh thợ trước ấy, rửa xe, rửa cái chế này thì cái điều quan trọng nhất thì lại không quan tâm. Đấy. Đấy cho nên là cái gì? Cái kinh nghiệm là rất quan trọng anh em nhé. Kinh nghiệm rất quan trọng. Ngày xưa anh em thợ như mình nói lúc nãy đấy, làm xe tàu là rất hay bị cái hiện tượng này. Mình đã thay cái nắp bình xăng của cái dòng xe tàu hoặc là phải khoan cái lỗ ra rất nhiều anh em nhé. Đấy cho nên là anh em lưu ý nhé. Đấy thì cái nắp bình xăng này cái lỗ nó ở đâu? Thì đây mình mở cái nắp bình xăng ra để cho anh em thấy này. Đấy vậy thì cái căn bệnh này nó rất đơn giản thôi, nhưng mà nếu không biết thì nó lại thành phức tạp mà nó hành anh em đấy nhé. Đấy cho nên là cái gì, cái kinh nghiệm là rất quan trọng. Anh em nhìn cho mình nhé, mình chỉ cho anh em cái lỗ ở cái nắp bình xăng nó ở đâu. Thì anh em tháo cho mình cái này ra, tháo cái gioăng này ra cho mình cũng được để nhìn rõ nhé. Nhưng mà giờ mình không tháo đâu, bây giờ tối rồi, mai khả năng mình làm tiếp con này vì giờ tối muộn lắm, nay làm cũng hơi nhiều việc nó mệt. Đây anh em nhìn cho mình này, đây là anh em nhìn cái khe này, anh em nhìn khe mà nó có cái chỗ đen xì khói ám ra đây này, anh em nhìn chưa? Đấy khói ám thế này, thì đây chính là cái lỗ của nó đây này anh em này, đây cái lỗ này để mình tháo hẳn gioăng này để cho anh em nắm được nhé. Đấy thì cái việc của anh em là lấy cái mũi nhọn anh em thông vào đấy cho nó sạch ra thôi. Đây. Để mình cho gần vào để anh em xem nhá. Đây. Đâu rồi, đây, cái chỗ ám khói này anh em này. Đây này, cái chỗ ám khói anh em nhìn thấy có một cái lỗ nhỏ chưa? Đây này. Cái lỗ nhỏ đây này. Đấy, lỗ nhỏ đây này anh em nhìn chưa? Đấy thì là lâu ngày nhá, nó bị tắc lại anh em nhá. Nó bị tắc lại cho nên là khi mà bị tắc rồi thì không có áp suất. Cái bình xăng nó không được thông với áp suất khí quyển bên ngoài nên là xăng nó không xuống được nhé. Đây gọi là cái lỗ này để cân bằng áp suất đây thì không khác gì là cái ở trong cái chế hòa khí này này. Cái chế hòa khí này nó cũng có cái lỗ cân bằng áp suất thì anh em làm anh em thừa biết rồi, đúng không ạ? Đấy cái lỗ đấy mà tắc thì xăng cũng không xuống được nhé. Đây là cái ống cân bằng áp suất ở trong này, anh em có cái vòi thường có cái ống cao su mà cứ cắm vào đấy nhé là nó thông với lại áp suất khí quyển bên ngoài. Đấy thì cái ống này nhá, vì một lý do là đó là trước đây mình đã sửa một lần rồi, anh em nhìn cái ống kìa. Đấy một vì một lý do nào đó mà cái yếm đấy nhiều khi là anh em không để ý là cho vào hoặc như nào đó nhé, nó gập cái ống này lại thì nó bị tắc cái ống cân bằng áp suất chế lại cho nên là xăng cũng không đi vào chế thì được nhé. Đấy mình đã bị rồi, trước đây mình đã bị một lần mình thấy rồi mà nó rất khó chịu. Đấy cái ống cân bằng áp suất ấy cũng rất là quan trọng nhé. Đấy cho anh em lưu ý nhé, trước đây mình làm bị một con xe mà nó bị tắc cái ống ấy là một hai là nó lâu năm rồi, anh em không thông rửa chế anh em cũng nên thông đi rồi nó sạch cái những cái đường ống này đi nhá. Đấy thì nó khi mà mỗi một lần khách hàng đi trời mưa đấy là nước cái ống thông hơi cân bằng áp suất này thì nó lại quạt xuống cái xi lanh này, thế là mỗi một lần mưa thì nó có nước đọng, thế là nó cứ bị bịt cái đường ống ấy lại thì ga lên nó nổ lụp bụp là một này. Đấy anh em cứ để ý xem, lúc nào anh em không tin thì anh em thí nghiệm lại nhé. Đấy cái ống ấy, ngày trước đây cái xe Jim đấy mình đã bị một lần dính là gì, nó quạt xuống cái xi lanh này, mỗi một lần nước mưa hoặc rửa xe nhé là ga nó cứ lục bà lục bụp. Đấy thì anh em nhớ là phải lôi ra thông sạch đi nhé. Cái ống đấy cực kỳ quan trọng luôn, rất đơn giản thôi nhưng mà nhiều khi có những cái bệnh mà mình đã xảy ra trong thực tế và mình đã gặp rồi nhé anh em nhé. Đấy thì cái video này mình cũng chia sẻ để anh em, những anh em chưa nắm được anh em tham khảo nhé. Còn những anh em mà sửa lâu năm rồi thì những cái bệnh này nó quá đơn giản rồi, đúng không ạ? Đấy thì cái video này mình cũng xin tạm dừng ở đây.
hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.